Yêu ơi, anh nghe đâu là tụi em không có đảm bảo được cái số lượng cũng như là đảm bảo được cái chi phí để em học phân lớp. Khó quá chứ. Tại vì một khi là FC thực sự thì chúng ta phải gây dựng cả năm trời, sau đó đóng quỹ hàng tháng. Thì cái quỹ đó mỗi lần học phân lớp thì chúng ta mới gom lại mới đủ học. Chứ nếu mà em nghĩ là thôi không có đóng hàng tháng mà để lần nào họp đóng một lần á thì em sẽ ngán. Và không có bọn em vận động, bọn em không sợ chứ, không phải chỉ có như thế này mới tổ chức đâu ạ. Bọn em ví dụ Tết này hoặc các dịp gì đặc biệt bọn em đều tổ chức họp hết ạ. Và những lần đó thì đều đóng quỹ hết ạ. Như vậy thì tốt. Quá tốt. Em không biết là FC khác thế nào nhưng mà FC bọn em là như thế. Tất cả các dịp đặc biệt đều gặp nhau hết ạ. Gặp gần nhất là hôm năm Tết. Mọi người đã đập phá ở quán karaoke. Đập karaoke. Sao đập phá à? Quán karaoke. Lâu quá mà không muốn về luôn. Anh gửi một ít bao lì xì cho ban điều hành nhé. Rồi em có những gương mặt nào tiêu biểu trong năm vừa qua thì nêu lên để anh gửi bao lì xì luôn. Thật sự thì không may cho các bạn là bao lì xì đã hết rồi. Tối nay còn ở Thanh Hóa nhưng mà anh cũng không còn bao lì xì nào cả. Tại vì cũng là những ngày cuối cùng. Năm nay là anh chuẩn bị nhiều bao lì xì lắm. 1.000 cả. Nhưng mà bọn em biết làm sao bây giờ trong khi tất cả các thành viên ở đây đều là thành viên tiêu biểu hết. Thành viên làm sao bây giờ? Không đủ rồi. Không đủ. hết luôn rồi. Không còn nữa. Này hai bạn chung một bao nhá. Chị trưởng em mới đến chồng. Không sao. Anh sẽ mắc nợ lại. Dạ. Để năm sau lại được học. Nếu mà hè mà có ra nữa đó thì anh sẽ lì xì những bạn chưa có. Thì nếu hè hát nữa thì phải học rồi. Đúng rồi. Không, còn cho em hóa nữa. Chị em đếm đồng chí vào. Quý. Đây, đồng chí này. Đây là đâu của cô? Đây ạ. Đây là em. Chị có nhiều cô ác mà không ăn đi. Chưa có anh ạ. Sắp ạ. Dạ. Sắp và sau cái này em chuyển với các bạn nha. Vâng. Anh sắp vào. Thế các bạn thì muốn nhận cuối giờ hay nhận đây? Cuối giờ. Cuối giờ. Em hỏi cái bạn cả. Dạ. 2, 4, 6, 30, 10. Có rồi. Có rồi. Và bắt đầu hành không phải ạ? Để nhường cho thành viên. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 9, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 5, 1, 3. Hai bạn sao rồi? Hai bạn là phát cho Nam Định luôn phải không? Cho có Nam Định không? Dạ không. Có nè. Mấy người Nam Định? Mấy người Nam Định nhỉ? Bốn người Nam Định. Bốn người Nam Định hả? Không. Đấy là bên Nam Định. Sai. Bên đấy là thuộc Ninh Bình. Nam Định mấy người? Nhưng mà Nam Định đấy là thuộc Ninh Bình mà. Nam Định cái thuộc FC Ninh Bình. Đấy hả? Tức là có một số. Tức là gần mà gần để Ninh Bình bọn em nhập sắp nhập vào Ninh Bình. Ok, vậy được rồi. Để cho dễ quản lý. Để lần sau mà không có nhắc anh là chưa lì xì Nam Định nha. Đưa luôn, giờ đưa luôn nhưng mà anh chỉ ký hết trơn rồi. À, 25 rồi còn 10 em. 26. Thế thì nhá, các bạn FC Ý Yên sẽ được phát trước nhá. Sau đó là các bạn phụ thuộc cho mình sẽ học nhá. Hai cũng có mà. Thôi là tí nữa. Hai bạn có rồi. Thế thì 3 thì hai bạn có rồi. Anh nghĩ là em phải có cái danh sách ai mà có bao lì xì được ký tên vào. Sau này á là hỏi nó là em chưa có nên là còn. Không có trường hợp đấy ở Ninh Bình đâu anh. Bọn em vâng xong họ. Đoàn kết. Ban điều hành sẽ nhường lại cho các bạn thành viên ạ. Em không có lì xì. Nào quý bỏ lì xì ra nhường thành viên đi. Quý lì xì à? Quý đi làm. Vậy là em có từ năm ngoái rồi.
em chưa có một cái gì em mặc dù từ năm ngoái em chưa có em chưa được thành viên ở năm ngoái chưa chưa được gì à năm ngoái em có năm nào họ phải lớp chúng ta thì xì chưa chưa đắt hết, dưới đây 500 như 200. Hôm bữa thì phòng đẹp lắm, không trọng nhà. Giá xăng tăng rồi. Để định đặt tổ chức họp thì bọn em chỉ đưa phòng bên cạnh nhà nhỏ này. Thì chuyển cái 500 đến qua đây để cho cái phòng này. Tôi chuyển phòng khoảng 200. 200. Giá xăng 19 rồi à? Giá bạn 35 rồi à? Dạ. Các bạn có đồng ý không? Cả FC Yên nhé. Bởi vì là ở xa, bọn mình sẽ chia cho các bạn trước nhé. Ok không? Ok. Vâng, đưa đủ luôn. Mình rất nhiều. Ăn một cái. Còn đó. Vậy là cộng thêm 14 bao nữa là 40 bao. Nếu mình là lì xì nhiều nhất đó. Chỉ có 20 mười mấy thôi cho các bạn tiêu biểu đã hoạt động tốt, hoàn thành tốt cái thành viên trong cái kỳ thi trong cái. Tại bọn em nhiều bạn tiêu biểu quá. Ngày mai cũng là điều hành tốt. Không ai nào cũng được xứng đáng đúng không? Trong FC bọn em thì không có thành viên với ban điều hành mà tất cả mọi người ở đây đều là ban điều hành hết ạ. Ai là sếp? Nhưng mà em bình đẳng phải không? Vâng. Nhưng mà không phải có tổ trưởng. Có dạ. Mấy chỉ huy. Tổ trưởng đây thôi, kia. Đây là tổ trưởng, đây là thuyền trưởng. Đây là lớp trưởng. Lớp trưởng. Hy vọng là hôm nay tối nay thời tiết tốt. Dạ. Có hôm nay nó hôm nay là trường này Ninh Bình trời đang mưa cũng nắng. Tối qua trời đi ở Ninh Bình thì mưa. Có lẽ đã nhận ra kinh nghiệm là cứ anh về là thời tiết sẽ thay đổi, do đó là mệnh danh anh là người thay đổi thời tiết. Vậy là mong là trước khi trường về thì thời tiết phải nên âm u đi. Trường về thì tiết mới là trong sáng đúng không? Và nếu mà thời tiết là trong sáng mà trường về thì tiết âm u là tốt. Anh ơi, cả tuần vừa rồi Ninh Bình đều mưa. Và hôm nay lại nắng. Anh là người mang đến nắng cho. Tối nay không có cặp ly nhé. Không có cặp ly đâu. Tối không có cẩm ly ạ. Em không biết, chỉ nhìn thấy băng rôn có chữ đạn chưa? Sơn động sẽ vận động thôi. Ngay. Động ở bên ngoài sân động chứ không có trong sân. Ở ngoài anh. Ở ngoài sân đó. Vâng. Năm nay lại được cái gì đi loa đào. Thì bây giờ anh đi ghế sai. Ngồi thì các bạn từ xa thế anh được. Thôi không phải sao rồi. Tới nay FC mình cử được một bạn đến sân ca với anh nha. Bài gì ạ? Thôi. Tam điểm cách Ninh Bình bao nhiêu xa? 33 cây ạ. À, nhưng không tính được. Vâng. Nhưng mà cũng thuộc Ninh Bình bởi vì bọn em có phải sẽ Tam điểm ạ. Nhưng mọi lần là mình vẫn vào đấy, nhưng mà có nghĩa là anh đang hỏi ở đây hát. Năm ngoái ở trong Tam điểm anh hát xong ca, anh vẫn đợi chờ với bạn. Vinh đâu? Kìa. Đâu? Em thấy trên diễn đàn là hát cắn môi tình còn đau. Trên diễn đàn còn có chỗ hát nhưng mà một tiếng nữa thì mới có. Càng xa càng nhớ. Bài này nhiều người thích. Xưa tình yêu lâu quá rồi.